Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta đến với bài học 33 của bộ môn kinh dịch. Trong bài học 33 này, mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm một cái ví dụ về phần ám đồng. Mời các bạn lật đến sách trang 99, ví dụ 5. Ví dụ 5 trang 99 phần luận câu tài cho cá nhân. Ngày Mậu Tuất tháng Tỵ, xem ngày nào có tiền, được quẻ phong lợi ích. Ngày Mậu Tuất tháng Tỵ, xem ngày nào có tiền thì được quẻ phong lợi ích. Và quẻ này gọi là quẻ cầu tài, được quẻ ích. Chúng ta sẽ tiến hành ám quẻ. Như vậy quẻ này là phong lưới đúng không ạ? Phong lưới. Đầu tiên chúng ta cần tiếp tục là tìm thể ứng ha. Như vậy là thể L3 ứng hao hao 6 đúng không ạ? Thể 3 ứng 6, quẻ này là thuần tốn. Mà thuần tốn thì ngũ hành là mộc. Chúng ta án địa chi vào, như vậy đấy sẽ là tí, dân, thìn. Ở đây sẽ là mùi, tí và mạo. Chúng ta án lục thân vào. Như vậy tỷ là thủy, đấy là mộc, như vậy đây sẽ là phù mộc. Đây dân thì đây sẽ là huynh đệ. Đây thìn là thổ, mộc khắc thổ, như vậy đây sẽ là thế tài. Đây mùi cũng là thế tài. Đây tỷ, tỷ là tử tôn. Mạo mộc là huynh đệ. Rồi xong. Sau đó chúng ta sẽ ăn không vong và lục thú. Không vong như vậy ngay Mậu Tuất, Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý. Như vậy là không vong cái tài thìn và tỵ. Như vậy sẽ là không vong. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ án lục thú. Như vậy ngay Mậu là Cấu Trần đúng không ạ? Cấu Trần, Đăng Xa, Bạch Hồ, Huyền Vũ, Thanh Long và chú tước. Tiếp theo chúng ta sẽ ăn vòng trường sinh tại tháng và ngày. Ăn vòng trường sinh tại tháng, ở đây là tháng Tỵ, ngày Tuất, Tỵ. Như vậy là Tỵ là thủy, thủy thì trường sinh tại thân. Như vậy là trường sinh mộc dục quán đời lâm quan để vương suy bệnh từ mồ tuyệt. Như vậy sẽ là tuyệt tại tỵ. Trường sinh mộc dục quán đời, như vậy là quán đời tại tuất. Tiếp tục hao dần, dần là mộc, mộc thì sẽ trường sinh là tái, tại hợi. Như vậy trường sinh mộc dục quán đời lâm quan để vương suy bệnh. Như vậy tại tỵ là bệnh. Từ mồ tuyệt thai dưỡng. Như vậy tại Tuất là dưỡng. Tiếp tục thìn là thổ. Thổ thì ăn cùng cục trường sinh với thủy. Như vậy đây sẽ là tuyệt và quan đời. Tiếp tục mùi tai. Mùi tai cũng là thổ. Thổ thì cùng cục trường sinh với thủy. Cho nên sẽ là tuyệt và quan đời. Tiếp tục tỳ. Tỳ là tử tôn là Thanh Long. Tỵ là hòa, như vậy hòa sẽ là cục trường sinh là dân ngọ tất. Như vậy trường sinh mộc dục quán đời lâm quan để vương suy bệnh tử mồ. Rồi cuối cùng là mạo. Mạo là mộc, mộc là giống dân. Như vậy sẽ là bệnh và dưỡng. Rồi như vậy chúng ta đã ăn xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải quẻ. Như vậy bước 1 là đã án quẻ. Bây giờ bước thứ 2 là xác định dùng thần. Dùng thần. Như vậy ở đây là quẻ câu tài thì dùng thần là tài. Như vậy chúng ta sẽ lấy hao thìn.
thiên lâm thế. Như vậy còn hào thiên tài làm dụng thần. Bước thứ ba, xác định hào thế và mối tương quan giữa hào thế với hào tài. Như vậy ở đây là thế tài trì thế luôn đúng không ạ? Thế tài trì thế, đấy là tương tốt đẹp. Bước 4, chúng ta sẽ dẹp vượng suy. Như vậy ở đây thế tài trì thế luôn, cho nên là bước 4 và bước 5 là ghép chung. Như vậy hào thìn, đúng không ạ? Hào thìn trong tháng tỳ là vượng không ạ? Đúng không ạ? Tỳ là hòa. Như vậy đầu tiên này, hào thìn trong tháng tỳ này, chúng ta sẽ thấy rằng là một không mộ, đúng không ạ? Hào thìn không nhập mộ tại tháng tỳ. Rồi tuyệt, ở đây mặc dù là lấm tuyệt nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ thấy có đâu sinh, cho nên là vẫn được tính là sinh, bởi vì quẻ này là thuần tổn là mộc, cho nên hỏa vượng nên nó không tuyệt được mà nó vẫn sinh được cho thìn. Mọi người lưu ý nhá, cái hào thổ này, mọi người sẽ lưu ý cái hào thổ là thường là tuyệt tại tỳ, đúng không ạ? Xét về mộ và tuyệt thì hào thổ là tuyệt tại tỳ, nhưng mà xét về ngũ hành thì tỳ là hỏa là sinh cho hào thổ. Vậy thì khi nào mình xét tuyệt và khi nào là mình xét là ngũ hành là sinh cho? Nhắc lại nha, cái trường hợp thổ là một trường hợp khá là đặc biệt và nhiều bạn nhắn tin hỏi mình. Ở đây là hào thìn là thổ này, gặp tháng tỳ này mọi người sẽ thấy tuyệt tại tháng tỳ này, đúng không ạ? Nhưng mà xét về ngũ hành thì là tỳ là hỏa, thìn là thổ, thì như vậy sẽ là hỏa là sinh cho thổ. Vậy trong trường hợp này hào thìn sẽ là tỉnh vượng hay tỉnh suy? Khi gặp cái trường hợp như vậy là chúng ta sẽ xem toàn bộ cái quẻ và cái gốc của quẻ. Chúng ta sẽ thấy rằng là quẻ này là quẻ thuần tốn đúng không ạ? Gốc của nó là thuần tốn là mộc. Mà khi là mộc như vậy, quẻ gốc là mộc thì như vậy là hỏa, hầu hỏa sẽ vượng. Mộc là mộc sinh hỏa nên hầu hỏa vượng cho nên là sẽ sinh cho thổ, cho không bị tuyệt. Hầu thổ này sẽ không bị tuyệt. À, còn trường hợp nào mà hầu hỏa này mà nó bị suy quá thì lúc đó là hầu thổ này sẽ tính là tuyệt. Trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy nhất là quẻ thuần tốn, thứ nhất quẻ thuần tốn là mộc sẽ sinh hỏa nên hỏa vượng sẽ sinh cho thổ nên tính là tính sinh. Cái thứ hai nữa là trong này vẫn có hầu hỏa và hầu thổ nhiều, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy có một hầu hỏa này lên hầu tỳ này, đó tỳ lâm nhật kiến này, lâm nguyệt kiến này, đúng không? Hầu tỳ tháng tỳ lâm nguyệt kiến nên vượng. Mà vượng thì nó lại cùng sinh được cho thằng thổ, nên là thằng thổ này cũng vượng luôn. À, rồi thằng thổ trong tháng tỳ, đúng không? Ví dụ mùi trong tháng tỳ vượng, rồi hào thổ trong ngày tốt vượng. Cho nên ở cái quẻ này chúng ta thấy hòa với thổ vượng. Mà khi hòa và thổ vượng này thì không thể hóa tuyệt được. À, mà nó phải tính là hòa sinh, đúng không? Như vậy do đó lúc này cái hào thìn trong tháng tỳ là mình tính là vượng, được tháng tỳ sinh. Hào thìn được tháng tỳ sinh, cho nên là vượng, đúng không? Vượng cho nên là không còn lấm không, tức là cái lấm không này, cái không vong này lúc này vượng này, không vong này mất, bởi vì vượng không còn là không, đúng không ạ? Cái hào thìn thế tài này, lấm dùng thân này, mình phải có chữ không vong này đó, nhưng mà khi này vượng thì không còn là không nữa. Rồi tiếp tục xét cái hào này trong ngày tốt, hào thìn trong ngày tốt, hào thìn ngày tuất. Như vậy chúng ta có thấy rằng là hào thìn ngày tuất là thìn tuất là xung nhau không ạ? Tức là ngày xung với hào, mà hào này lại là vượng trong tháng. Như vậy lúc này chúng ta sẽ biết rằng là hào thìn này trở thành ám đồng. Mọi người lưu ý cái này nha, thấy không ạ? Thìn với tuất xung nhau này, mà hào thìn lại vượng trong tháng tỳ này, nên trở thành hào thìn này sẽ trở thành ám đồng. À, mà ám đồng tức là vượng. Như vậy bước thứ năm là chúng ta xong. Bước thứ sáu đó là chúng ta xét hào đồng. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là không có hào minh đồng, mà chỉ có hào ẩm đồng. Mà hào ẩm đồng đây chính là dùng thân luôn rồi, đúng không ạ? Tức là hào ẩm đồng chính là dùng thân. Ám đồng chính là dùng thân. Mà trời đây mình đã
đã biết rồi, nó là vương đó, đúng không ạ? Ở đây mình đã kết luận là nó vương đó. Rồi tiếp tục bước thứ 7 là xác định cạnh hung. Như vậy ở hào này chúng ta sẽ thấy vương không ạ? À, chúng ta sẽ thấy vương, đúng không? Hào thìn là vương được ám đồng. Hào tỵ ở đây là gì? Hào tỵ trong tháng tỵ mình cũng sẽ thấy lâm nguyệt kiến, đúng không? Tức là tỵ mà lâm nguyệt kiến tức là tỵ vương. Tỵ vương là tử tôn vương, mà tử tôn chính là cái nguyên thân, tức là cái hào mà để sinh cho dùng thân, tức là cái gốc của dùng thân, cái gốc của tài. Tử tôn chính là gốc của tài, mà đây là tài vương, tử tôn vương. Như vậy quẻ này có tiền đấy, đúng không? Như vậy bước 7 là có tiền. Vấn đề ở chỗ bước 8 chúng ta sẽ xác định ứng kỳ. Như vậy ứng kỳ ở đây chúng ta sẽ lưu ý rằng hào thìn là vương, là nó được ám đồng nhưng mà nó lại lấm không, không vong, cho nên chúng ta sẽ xác định ứng kỳ dựa vào cái không vong này. Mà ứng kỳ của không vong đó là gì? Ứng điền và ứng xung. Như vậy điền là chính nó, điền là chính nó tức là thìn, và xung với thìn tức là tuất luôn. Đúng không? Như vậy là ngày thìn hoặc ngày tuất sẽ có tiền. Trong lúc đó chúng ta sẽ ưu tiên ngày nào? Bởi vì ở đây chúng ta thấy rằng hào thìn là vượng, đúng không? Nếu như hào thìn là suy, thường mà không vong mà hào thìn mà suy thì sẽ ứng vào ngày thìn. Còn nếu như mà nó vượng thì thường sẽ ứng vào ngày tuất. Ở đây là hai cái ưu tiên hả? Tức là nếu như suy thì ứng vào điền, còn vượng thì ứng vào xung. Ở đây chúng ta thấy rằng hào thìn ám đồng và được vượng, đúng không? Được vượng cho nên nó sẽ ứng nhiều vào tuất. Mà ngày hôm nay chính là ngày tuất, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy ra là ngày tuất luôn. Như vậy lúc đó chúng ta sẽ kết luận luôn là chính là ngày hôm nay là có tiền luôn. Ngày hôm nay tức là ngày tuất, ngày tuất là có tiền đó. Vậy đơn giản ha. Cái quẻ này mình chỉ lưu ý với mọi người sẽ gặp một cái trường hợp nó hơi khiến cho mọi người phân vân, mà mọi người sẽ bị không biết là mình sẽ làm như thế nào. Đó là trong cái trường hợp này, đó là quẻ thổ, đúng không? Thổ sẽ lâm tuyệt tài tỵ đó, tài tháng tỵ hoặc là ngày tỵ. Nhưng mà tỵ ở đây là mình không biết sẽ tính cho nó là tính tuyệt hay là tính về ngũ hành, là nó sinh cho theo thổ này đó. Cái quẻ này là gặp cái trường hợp này mình nêu ra để cho các bạn có thêm được cái cách nhìn nhận về cái hào thổ này. Rồi, xin chào mọi người. Chúng ta đã xong cái ví dụ 33. Qua ví dụ 30, xin lỗi, hết bài 33. Qua bài 34 thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái ví dụ về nhật pháp. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.